Hôm nay tôi giới thiệu cách lắp ráp bê tông vào xi lanh, và thanh tuyền và trục biểu. Thì đây là cái quả bê tông nguyên bản. Khi ta lấy ra chỉ nên lắp ráp thì ta phải xem là cái bê tông này có đúng dấu hay không. Đây, đây là máy một. Máy một lúc ta đánh dấu là ở phía này. Cái thứ hai là ta kiểm tra tất cả xi lanh có đảm bảo hay không. Đấy. Và cái thứ ba nữa ấy, là ta phải xem cái chiều của hắn là về chiều nào. Đây tôi lấy ví dụ như là hiện nay đây, cái chiều này là về phía đằng trên đây. Cái quả piston này là thuộc cái dạng piston đính lồi sử dụng cho động cơ xăng, có hai xác măng khí và một xác măng dầu. Đấy. Thế để lắp xác măng thì ta xoay cái miệng xác măng vào phần này, tránh phần này và tránh phần này. Cái miệng xác măng mà vào đây là nó sẽ cào xước cái xi lanh, còn mà vào đây là hai bị lọt tí. Cho nên là ta lắp ráp kiểu như này, hai xác măng là đối diện nhau. Rồi. Còn một xác măng dầu này ấy, thì ta cũng xoay vào một cái vị trí miệng hắn là về cái vị trí bên dưới. Trước khi lắp ráp là ta nên rửa sạch, lau khô và tẩm nhớt, rửa sạch, lau khô, tẩm nhớt. Đấy. Rồi. Thứ hai là quay trục biểu. Nó nằm cái vị trí sao cho khi ta đóng xuống, cái tông xuống hết là một mình ta có thể lắp được. Và khi lắp ráp là phải để chuẩn thẳng ngay cái phía phần này vuông góc với lại đây, để khi cái đuôi thanh tuyền nó không đụng vào trong cục biểu. Cái ốp xăng măng ta phải chọn cái phía nào phẳng và đưa vào. Đóng vào phải chú ý đóng cho cái mặt ốp phẳng. Rồi. Máy số 1 ta để bên này. Máy số 4. Bởi vì số 1 với số 4 là song hành với nhau. Ta lắp cùng một lúc và xít cùng một lúc. Đây là máy số 4. Rồi, đây là máy số 4. Ta để vị trí của số 4. Xoay xác măng. Bôi nhớt. Khi lắp ốp xăng măng là phải đúng chiều về cái mặt định vị của bạc pin, là hai cái định vị này là một phía. Cái này mà lắp ngược là không được.
bởi vì lá đã mòn đi theo một cái dạng nhất định của nó. Máy số 4. Rồi, giờ ta quay cái trục phiểu này, quay vào cái vị trí để khi ta đóng là cái thanh truyền là ngậm luôn lấy trục. Máy số 2, lấy đúng máy, nếu mà khác máy là rất khó. Máy số 2. Là trục khuỷu đang được trống. Khi ta đóng mà bị mắc như này là xăng măng không vào. Nếu mà tiếp tục đóng là sẽ bị gãy xăng măng, ta lại phải lôi ra đóng từ đầu. Máy số 3. Để cho có piston chạy qua sau xuống. Ráp ốp tay pin là nhớ bôi dầu bôi trơn vào.
cái con ốc tay bin này đấy, nếu mà hắn mất là rất khó tìm bất kỳ cái máy nào. Thứ nhất là có kích thước là riêng biệt, cái thứ hai là cái gen không giống như các cái gen của con ốc bình thường, cho nên nếu mà mất con ốc tay bin này là rất khó tìm. Rồi xong, bây giờ là thứ hai, tiến hành để ship. Tốt nhất là các ship đấy, ta để cái vị trí làm nào để cái thế ship là tốt nhất. Và tương đối xích vào tương đối là chẳng tập kiểm tra. Đấy, nếu mà không trơn là không được. Các bạn nhìn các cái động tác tôi làm, xít máy nào là được máy đây luôn. Thứ hai là cái cần tiếp, như cái cần này là vừa. Đấy, quay về trơn. Máy 1 và máy 2 xong, tiếp tục đến máy 3. Thank you.
khi lắp ráp xong ta quay rất nhẹ nhàng như này. Ốc các thứ ốc này là phải chích đúng kỹ thuật và tin cậy. Ta quay trơn tru như này. Là xong. Ta kiểm tra cái độ dơ như này là rất tốt. Thứ hai là độ dơ dọc trục và không dơ. Nếu các bạn muốn kiểm tra xem là bạc pin có dơ ác có dơ đến đâu mức độ nào thì ta kiểm tra như này, ta quay xem là bạc pin có dơ hay không này. Ta qua lên cái mặt trên này, nhích đi nhích lại cái phần này. Mà nếu mà bạc pin mà tốt thì là quả piston nó sẽ cửa theo khi ta cửa cái bánh đà. Còn nếu mà không tốt thì có khi ta quay một lúc sau cái thay quả piston nó sẽ cửa. Như trong trường hợp này là tốt. Kiểm tra hai máy này cũng thế. Đấy. Khi ta nhích nhẹ bánh đà là piston phải nhích luôn, thì như thế là bật pin và ắc, tức là chốt piston để đảm bảo. Thì đấy là tôi vừa hướng dẫn giới thiệu với các bạn quy trình lắp ráp piston và xi lanh của cái máy 4 máy.